Đoàn từ thiện Hòa Hảo thương kính gửi đến toàn thể quý vị hành trình kết nối yêu thương nơi miền Trung Tổ quốc. Khám phá ngôi cổ tự Tịnh Viên bên hồ Tuy An xanh biếc. Hiểu và thương cho những hoàn cảnh đặc biệt nơi bệnh viện tâm thần Hoài Nhân. Ngắm nhìn vẻ đẹp miền đất đỏ cùng với sắc phục đa màu của người dân tộc làng Ếch. Về thăm chùa Thanh Sơn, lắng lòng dõi theo những bước chân cơ cực nhưng luôn tìm về với chánh pháp. Kính mời quý vị đồng hành cùng đoàn chúng con qua video ký sự và trao quà miền Trung mùa hè năm 2022. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông bà cô bác, Sài Gòn sau hơn một năm oằn mình trong cơn đại dịch Covid-19 và nay gần như đã trở lại cuộc sống bình thường. Những ánh đèn màu sắc đã trở lại khoe mình trong màn đêm rực rỡ. Trên những cung đường thì xe cộ qua lại tấp nập và công việc mưu sinh của người dân dần dần đi vào ổn định và bắt đầu một chặng đường dài ở phía trước. Đã qua rồi giai đoạn giãn cách, những ai đang tha phương cầu thực thì nay được tự do trở về quê, mọi người ai cũng cảm thấy nhớ nhà. Phận làm con cháu thì được gần gũi hơn với ông bà cha mẹ để chăm lo, săn sóc, cho tròn câu hiếu đạo. Đấy là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam và Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo không quên nhắc nhở tín đồ rằng con người có tổ có tông, học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ, hiếu trung chuyện tích sờ sờ, người đời phải biết phụng thờ mẹ cha. Ngoài những giá trị truyền thống tốt đẹp ấy, thì đoàn từ thiện Hòa Hảo của chúng con được trở lại nối tiếp nhịp cầu nhân ái giữa các mạnh thường quân gần xa đến toàn thể quý ông bà cô bác có hoàn cảnh khó khăn, nhằm sát tấn cho nhau trên con đường Phật Pháp và giúp đỡ những ai kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Khi thành phố vừa lên đèn, cũng là lúc xe của đoàn chúng con chở theo những tâm tư tình cảm của các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân gửi đến quý ông bà cô bác nơi chùa Tịnh Viên, bệnh viện tâm thần Hoài Nhân của tỉnh Bình Định, dân tộc thiểu số của huyện Yrai, tỉnh Gia Lai và người Cờ Ho ở tại chùa Thanh Sơn thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đoạn đường từ Sài Gòn đến Bình Định khoảng 800 km, xe của đoàn chúng con phải chạy xuyên suốt gần một đêm thì mới đến nơi. Cái nắng của mùa hè vào buổi chiều ở miền núi Bình Định không quá ngột ngạt oi bức, bởi cái nắng lành lạnh của đá và cây rừng tỏa ra hòa cùng với làn gió nhẹ nhẹ bay khắp cả cánh đồng như chào đón những vị khách ở phương xa. Chính bầu không khí mát mẻ như thế đã làm cho chúng con quên đi cảm giác mệt mỏi sau một chặng đường dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác, hưởng ứng tháng Phật Đản Phật lịch 2566 năm, đoàn từ thiện Hòa Hảo của chúng con mong muốn đóng góp chút sức mình vào công cuộc lợi sinh thực thi qua lời chỉ dạy của Đức Phật Đức Thầy. Do vậy, đoàn đã tổ chức một chuyến đi chia sẻ Phật Pháp về tại chùa Tịnh Viên nơi Bình Định. Và song song cùng với việc đó, đoàn đã tổ chức một chuyến đi thiện nguyện về miền Trung và các vùng Tây Nguyên.
Về miền Trung thì chúng con đi sau khi chia sẻ Phật Pháp thì có trao những phần quà yêu thương cho quý bà con cô bác ở tại chùa Tịnh Viên thuộc Bình Định. Và sau đó thì đoàn đã phát những phần quà bánh cho bà con ở tại Bệnh viện Tâm thần Hoài Nhân, cũng ở tại tỉnh Bình Định. Và tiếp theo đó là tỉnh Xá Ngọc Lai ở tại Gia Lai, và sau cùng đó là chùa Thanh Sơn thuộc huyện Di Linh, Lâm Đồng. Khi đến nơi đây, chúng con cảm nhận được phần nào cái nắng gay gắt của ngày hè và cuộc sống khó khăn khắc nghiệt của bà con ở tại vùng sâu xa thuộc tỉnh Bình Định, cùng với một đời sống vô cùng chật vật và vất vả của bà con dân tộc ở vùng Gia Lai và Di Linh, Lâm Đồng. Vâng, và bên cạnh khi đến trao những phần quà cho quý cô bác ở tại nơi Bệnh viện Tâm thần Hoài Nhân, chúng con cũng mong muốn trước là trao quà và sau là hướng dẫn các vị ấy niệm Phật, để mong cho tất cả mọi người đời này kiếp này đều được chư Phật nhiếp độ. Bởi vì dù chúng ta là ai, sang hèn nghèo giàu, nếu như thực thi qua đúng lời dạy của Đức Phật Đức Thầy thì đều sẽ được đi lên con đường giải thoát. Mà trong sấm giảng, Đức Thầy Ngài đã khuyên dạy tín đồ hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật Pháp Thiền Na dốc thực hành. Vâng, và giờ đây kính mời quý ông bà cô bác cùng theo dõi chuyến đi thiện nguyện của đoàn chúng con. Xe của đoàn dừng lại trước cổng chùa Tịnh Viên. Khi mặt trời vừa khuất, sau những rặng cây phía sau chùa, bước vào trong, đoàn chúng con được sự tiếp đón ân cần của sư trụ trì Thượng tọa Thích Quảng Chiếu. Sau khi thăm hỏi chuyện trò, sư đã thiết đãi cho đoàn chúng con một buổi tối đậm chất miền Trung. Và hương vị nơi đây có lẽ làm chúng con nhớ mãi, bởi không chỉ là những món ăn ngon, mà nơi đây chúng con còn cảm nhận được hương vị đạo Pháp. Một thứ hương vị mà dù cho xa xôi cách mấy cũng làm cho người ta gần lại với nhau và thắt chặt với nhau hơn. Tình đạo Phật từ nguồn trí tuệ, không giống như tình thế mê si. Tình trong các việc từ bi, không tình ở những điều gì ác gian. Tình đạo Phật mở đàn giải thoát, đưa chúng sanh khỏi các cực hình. Nếu là thật khách hữu tình, thì tình đạo Phật hy sinh tận cùng. Lần thứ hai trở lại chùa Tịnh Viên, đoàn chúng con ngoài việc vấn an sức khỏe sư trụ trì, cùng với toàn thể quý ông bà cô bác Phật tử nơi đây, chúng con còn gieo duyên qua buổi trao đổi đạo đức, cùng với đó là phát 100 phần quà cho những gia cảnh khó khăn, nhằm giúp đỡ cho quý ông bà cô bác vơi đi chút vất vả sau khi đại dịch mới vừa đi qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính bạch Thượng tọa trụ trì Thích Quảng Chiếu, trụ trì chùa Tịnh Viên. Kính bạch thầy Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Từ Sơn. Kính bạch sư Thích Minh Nguyên, trụ trì tỉnh Xá Ngọc Phương. Ngày hôm nay có đầy đủ nhân duyên lành, đoàn từ thiện hòa hảo của chúng con đến từ nơi miền Tây, có duyên lành trở về nơi chùa Tịnh Viên, ở nơi đây để viếng chùa và sau đó là tác bạch cúng dường. Vậy giờ phút này chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là một ngày mà chùa Tịnh Viên rất là có duyên lành để được chào đón quý vị Phật giáo hòa hảo trong đoàn của bé Như Ý. Hôm nay về chùa lễ Phật, cúng dường Tam Bảo, và trong đoàn cũng có phát tâm
làm từ thiện. Và bản thân chúng tôi rất là cảm động. Không có gì hơn là ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ cho bé Như Ý cùng các vị đi trong đoàn được khỏe mạnh, được bình an, tấn tu đạo nghiệp, và chúng ta cùng nhau hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin thay mặt đoàn gửi lời tri ân chân thành nhất đến Thượng Tọa trụ trì đã có đôi lời chia sẻ. Và trong ngày hôm nay có sự chứng minh của Sư Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Từ Sơn, đã có mặt đến nơi đây để chứng minh cho đoàn chúng con tác bạch cúng dường. Vậy con xin trân trọng kính mời sư có đôi lời chia sẻ. A Di Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là tỳ kheo Thích Thanh Quang, kính bạch thầy trụ trì cũng như chư tôn đức và quý Phật tử. Hôm nay thì trong cái duyên lành, con cũng cùng đi trợ duyên với cái đoàn tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cũng như quý Phật tử. Thì hàng năm, theo như thông lệ, thì bên Phật giáo có 3 tháng an cư kiết hạ. Quý Tăng Ni câu hỏi về một trú xứ để tinh tấn tu tập trong 3 tháng để trao dồi giới đức, thúc lũy thăng tâm, để thanh tịnh giới định huệ, để cũng là một cái vườn phước báo, ươm mầm Phật Pháp, cũng như để phổ hóa chúng sinh. Và cũng theo tinh thần đó, cũng nghe theo lời dạy của Đức Phật và Đức Thầy, đoàn tín đồ Phật Giáo Hảo chúng con cũng như quý Phật tử câu hỏi về đây thành kính trang nghiêm, đảnh lễ, dâng cúng hiện vật tài vật lên mười phương Tam Bảo. Phẩm vật tuy thô sơ nhưng tâm lòng của chúng con thành tâm trang nghiêm, thành kính, chí thành chí tín, xin được cúng dường lên Thường Trụ Tam Bảo, chư Phật mười phương, cũng như hiện tiền chư hiền thánh tăng được. Vì vậy chúng con cũng đã được thầy trụ trì thay mặt tăng chúng của chùa đã có những cái hoan hỷ từ bi hứa khả nạp thọ cho rồi, lại còn ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý giá. Chúng con cũng không biết nói gì hơn, thành kính tri ân và cảm niệm công ức của quý thầy. Chúng con xin kính chúc thầy trụ trì sức khỏe, thân tâm thường lạc, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, mãi là cây cao bóng cả để cho hàng hậu học chúng con nương theo tu tập. Xin kính chúc sư tôn đức và đại chúng dồi dào sức khỏe, thuận duyên trong mọi Phật sự, và cũng không quên quý Phật tử đạo tràng của chùa và gia đình sức khỏe, an lạc, hạnh phúc, và luôn được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đôi lời chúc phúc đầu tiên, tịnh viên bình định nơi miền sâu xa, nơi đây Phật tử trang hòa, buổi chiều đoàn đến bước ra tiếp vào. Hai lần mình được gặp nhau, chia sẻ Phật Pháp, lần nào cũng vui. Cuộc đời lắm nẻo ngược xuôi, tìm nơi điểm tựa dưỡng nuôi tâm mình. Vâng, và ngày hôm nay con sẽ chia sẻ cùng với toàn thể quý ông bà cô bác qua bài Điểm Tựa Cuộc Đời. Con xin cảm ơn. Sau buổi chia sẻ đạo đức của con là buổi phát quà diễn ra. Mái chùa tịnh viên bấy lâu nay nằm khép mình bên sườn núi, mặc cho dòng đời ngoài kia hối hả, nay bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp bởi hôm nay nơi đây được nhóm lên ngọn lửa tình thương. Không phải là tình thương hại của người cho đối với người nhận, mà là tình thương trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả của Đức Phật. Tình đạo Phật cho vui thì có, cho khổ đời thì nó vẫn không. Tình gieo khắp cả đại đồng, giữa mình với kẻ lạnh lòng có nhau.
Sáng lại ngày hôm sau, khi mặt trời chưa lên quá đỉnh đầu, những chú chim non cất lên những tiếng kêu ríu rít như báo hiệu cho nhau, chào đón ngày mới. Sư Thích Quảng Chiếu đã tiễn đoàn chúng con ra trước cổng. Và Sư Thích Quảng Chiếu đã gửi lời chào tạm biệt đến đoàn chúng con với vài lời tâm sự đầy tình dân tộc. Tuy chỉ mới có 2 lần đến nơi đây, nhưng chúng con cảm giác như duyên nợ thiền môn đã gắn bó với nhau trong nhiều tiền kiếp. Trước khi lên xe, đoàn chúng con đã chụp lại một vài bức hình làm kỷ niệm. Rời chùa Tịnh Viên mà trong lòng còn lâng lâng mùi đạo pháp, nên trước khi trở về Gia Lai trao những xuất quà còn lại, đoàn chúng con được sự chỉ dẫn của chú Long, là người con của quê hương đất Bình Định, đến thăm bệnh viện tâm thần Hoài Nhơn thuộc ấp Phụng Du, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo lời giới thiệu của chú Long và các chú bác cán bộ phụ trách tại Bệnh viện Tâm thần Hoài Nhơn, thì nơi đây có khoảng 525 bệnh nhân, kể cả nam và nữ. Khoảng hơn 9 giờ, đoàn chúng con được sự cho phép của ban quản lý bệnh viện vào bên trong, đi đến thăm từng khu và nơi ở của các bệnh nhân. Kính thưa cùng toàn thể quý cô bác, sau khi mà phát quà ở tại chùa Tịnh Viên thuộc Bình Định xong, thì đoàn của chúng con tiếp đến đó là bệnh viện Tâm thần Hoài Nhơn để chia sẻ những phần quà ở nơi đây cho quý ông bà cô bác đang gặp những vấn đề về thần kinh. Thì ở tại nơi đây thì chúng con được sự chia sẻ của người quản lý nơi đây là khoảng hơn 500 vị đang được chữa trị và chăm sóc ở tại nơi bệnh viện Tâm thần Hoài Nhơn này. Kính thưa cùng toàn thể quý vị, hôm nay thì đoàn từ thiện Hỏa của chúng con đến từ nơi miền Tây An Giang, được một nhân duyên lành, được chú Long ở tại nơi này nhịp cầu nối để cho đoàn của chúng con biết đến nơi đây để chia sẻ những phần quà. Và xin kính chúc cho chú, chú là người quản lý đại diện, đại diện lãnh đạo ở nơi này, luôn có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc và quản lý tốt cho quý vị ở nơi đây. Chúc cho các vị ở nơi đây có thật nhiều sức khỏe. Dạ con xin cảm ơn ạ. Bây giờ đoàn xin bắt đầu. Bắt đầu mình phát quà. Dạ vâng. Xin mời bà con mình vô mình phát quà. Mình tới đây lâu chưa? Đây 20 năm rồi. Mình ở đây 20 năm. Thường gia đình hay là con cháu có tới thăm không ạ? Có, anh thăm. Dạ. Anh thăm. Dạ. Chú ở đây cảm thấy vui. Ở đây sống được. Dạ.
đây là sống được. Dạ. Ở đây có các anh chị em bạn bè. Ai trong chúng ta hiện hữu trên cõi đời này là do nghiệp quả đã gieo trồng trong nhiều tiền kiếp mà Đức Thầy Ngài đã viết. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do nơi đó mà toàn thiện. Cùng là phận người với nhau, đầy đủ tay chân, mũi mắt, nhưng số phận mà họ đã và đang phải chịu đựng, dù là người không tín ngưỡng tôn giáo, cũng nhận định rằng ấy cũng là bởi vì tiền kiếp họ đã gieo nhân bất lành nên giờ phải gánh chịu những hậu quả đáng thương như thế. Dạ, chúc cô mẹ khỏe mạnh, ráng niệm Phật nha, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi, tạm biệt cô đã. Dạ. Anh ngon không? Anh ngon không? Chúc quý Phật tử bình an mạnh khỏe. Bệnh viện được chia ra làm nhiều khu để tiện cho việc khám chữa bệnh nhân. Nhân viên quản lý bệnh viện đã dắt đoàn chúng con đi thăm hết tất cả các khu, và mỗi nơi chúng con đến có phát bánh và sữa. Đồng thời chúng con đã hướng dẫn cho quý cô bác nơi đây niệm Phật. Biết rằng có rất ít cô bác tĩnh tâm niệm Phật, nhưng biết đâu đó có một ai trong số bệnh nhân niệm được câu hồng danh chạm đến chư Phật thì thật là quý thay. Cổ nhân từng bảo: thành tâm sở khí, kim thạch vị khai, thành tâm thành ý, vàng đá cũng tan. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thì đoàn từ thiện hòa hảo của chúng con đến đây để trao những phần quà cho các anh, các chú và các bác. Và để mà gieo duyên lành với Phật cũng như là gieo duyên với đoàn, thì đoàn của chúng con yêu cầu quý vị mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo con được không ạ? Được. Dạ, vậy thì con sẽ niệm trước nha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Dạ mình niệm đều nha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Dạ vâng, cầu ơn trên chư Phật mười phương sẽ gia hộ cho toàn thể quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an và sẽ được chư Phật nhiếp độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Không bắn vô. Nếu chùa Tịnh Viên là nơi gắn kết những ai theo đuổi lý tưởng từ bi gặp nhau, thì nơi Bệnh viện Tâm thần Hoài Nhân này đã giúp chúng ta hiểu và tin sâu hơn về thuyết nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Và qua đây, nhằm giúp chúng ta phải biết làm gì trong kiếp sống của con người, chẳng những giúp ích được cho đời, góp phần khang kiện hóa xã hội về mặt đạo đức, thì chúng ta đang đi đúng lộ đồ của Đức Phật, mà gần nhất là Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Ngài cho biết, đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy trước lại non bồng. Kính thưa cùng toàn thể quý ông bà cô bác, thì ngày hôm nay được đến nơi đây để trao những phần quà yêu thương cho quý ông bà cô bác ở tại nơi Bệnh viện Tâm thần Hoài Nhân ở tại nơi tỉnh Bình Định này.
Và khi mà đến nơi đây thì chúng con nhận thấy mình là những người khá là may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy đủ và có được một cơ thể lành lặn cùng với một tinh thần hiểu biết rõ ràng. Và trong cuộc đời này không ai may mắn sinh ra được có thể được khỏe mạnh và được nguyên vẹn như vậy. Chính vì thế con mong rằng quý ông bà cô bác hãy trân trọng sự sống này và mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến những điều tốt đẹp cho mình. Thực hiện qua lời chỉ dạy của Đức Thầy, muốn cho rắn đặng hóa cù, xả thân lập phước, diêm phù vượt qua. Chính vì vậy mà ngày hôm nay đoàn chúng con đến đây trao những phần quà yêu thương cho quý ông bà cô bác. Và cũng trong đồng thời trong thời gian mà phát quà, đồng thời trong thời gian phát quà thì đoàn của chúng con cũng đã yêu cầu các cô bác ở nơi đây niệm Phật để quý ông bà cô bác được nương theo tiếng Phật đó mà gieo duyên lành với Tam Bảo Phật Pháp Tăng để đời này kiếp này được chư Phật nhiếp độ. Và xin kính chúc cho các chú, các bác, lãnh đạo, quản lý ở nơi này có thật nhiều sức khỏe để có thể chăm lo và giáo dưỡng cho quý ông bà cô bác. Và chúc cho cô bác ở nơi đây cũng có thật nhiều sức khỏe và ngày một khỏe mạnh hơn, tinh thần cũng hiểu biết rõ ràng hơn và gieo duyên lành với Phật. Và tất cả đều được nương theo ánh sáng Phật Pháp và chúng ta đều sẽ được thoát khỏi nơi mọi sự đau khổ ở thế gian này. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa cùng toàn thể quý cô bác, giờ này là giờ trưa nên quý bà con cô bác đã tập trung lại nhà ăn để mà sinh hoạt ăn uống. Và nơi đây là những nơi mà quý vị đó ngủ nghỉ ở tại nơi này. Đây là những cái căn phòng quý vị có thể nhìn qua. Trời bệnh viện tâm thần Hoài Nhân khi trời đã trở tối, đoàn của chúng con tiếp tục cuộc hành trình đến với tịnh xá Ngọc Lai tại thành phố Gia Lai để chuẩn bị cho buổi trao quà sáng ngày hôm sau. Huyện Yrai là một huyện miền núi, biên giới nằm ở phía tây của tỉnh Gia Lai. Đến với Gia Lai, đoàn của chúng con ngủ tại tịnh xá Ngọc Lai. Sau một đêm nghỉ tại đây, trước giờ đi đến điểm phát quà, đoàn của chúng con đã đảnh lễ Phật và cầu nguyện cho quốc thế dân an. Sau buổi cúng nguyện, chúng con được thầy Minh Châu dẫn đến nhà phân hóa làng ếch thuộc xã Yrai, huyện Yrai để phát 200 phần quà cho bà con dân tộc thiểu số. Lối vào nhà văn hóa làng ếch là một con đường đất đỏ gồ ghề. Cái nắng gió của Tây Nguyên hôm nay có vẻ như cũng hiền hòa hơn đôi chút, nên không làm cho khối bụi bay lên đóng vào thành xe ô cửa, mà thay vào đó là cái nắng nhạt và phất qua vài cơn gió nhẹ đủ làm cho những tán lá xanh bên đường đung đưa như vẫy tay chào mừng quý khách. Xe dừng lại trước nhà văn hóa làng ếch, hai bên đường đã chật ních người dân tộc với tay bế lưng đai mang theo con nhỏ để chờ nhận quà.
toàn thể quý ông bà cô bác. Sau một đêm thăm viếng và nghỉ ngơi ở tại nơi tịnh xá Ngọc Lai, thì giờ đây đoàn của chúng con đang đến nơi này để trao quà cho quý bà con ở tại làng Ếch thuộc Ikha, Irai của thành phố Gia Lai. Và hiện tại thì giờ đây các chú tình nguyện viên cũng như là các thành viên của đoàn từ thiện Hảo chúng con đang khuân vác những phần quà xuống để một chút xíu nữa đây chúng con sẽ trao cho bà con ở tại nơi này. Thưa cùng toàn thể quý vị, khi băng qua những khu rừng thông xanh bạc ngàn hay là những con đường đất đỏ, thì chúng con càng thấm thía hơn tình dân tộc. Dù chúng ta sống ở bất kỳ nơi nào hay dù là dân tộc nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là anh em một nhà. Qua lời chỉ dạy của Đức Thầy, khắp Bắc Nam là hồng một giống, tha thứ nhau để sống cùng nhau. Và nhân ngày hôm nay, đoàn từ thiện Hòa Hảo của chúng con thực thi qua lời chỉ dạy của Đức Thầy, khuyên những kẻ giàu sang có của hãy mở lòng thương xót dân nghèo, và đã đồng hành cùng với các mạnh thường quân gần xa để đoàn thực hiện nên một chuyến đi ủy lạo về các tỉnh miền Trung và các tỉnh ở tại nơi vùng Tây Nguyên. Và giờ đây thì mời quý cô bác cùng dõi theo những công việc làm vô cùng ý nghĩa của các tình nguyện viên ở nơi đây đã hợp tác cùng với đoàn con để một chút xíu nữa đây trao quà cho bà con. Các phần quà đã nhanh chóng được đưa xuống xe, phân chia ra đồng đều và cứ thế là phát cho bà con nơi đây. Để vui về và qua được hạnh phúc tốt đẹp xuống xe trong phái đoàn. Giờ này chúng con xin được trân trọng kính mời Đại Đức Thích Giả Minh Châu, Phó Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Hộ Pháp Phật Giáo Huyện Iagrai chia sẻ đôi lời đến bà con Phật tử, bà con nhân dân tại địa phương. Chúng con xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các chính quyền lãnh đạo sở tại xã Gia Khai ở làng Ích, kính thưa đạo hữu cô Như Ý, phái đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang. Hôm nay thì nhân viên lành thì được kết hợp với lại đạo hữu cô Như Ý, trưởng đoàn từ thiện đến đây, có những cước phần quà, 200 phần quà gồm cho gạo, mì, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt gửi đến cho bà con, và 300 phần quà cho các em thiếu nhi tại nơi đây, cũng như là nhân cái ngày 1 tây thứ 6, ngày quốc tế thiếu nhi gửi đến cho các cháu, thì kính chúc cho phái đoàn và tất cả mọi sự được an lành trong cái cuộc sống, cũng như cứu thiện giờ chân, cố gắng làm các việc thiện hơn nữa, chia sẻ những đồng bào cực khổ ở nơi vùng biên giới. Quý xin tất cả, chúc tất cả bà con được nhiều sức khỏe, kính chúc các ban lãnh đạo cùng an vui hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương của các loài hoa thơm tung bay theo chiều ngược gió, hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Vừa qua Đại Đức Thích Giả Minh Châu đã đại diện phái đoàn về đến nơi thăm hỏi đến bà con tại địa phương. Giờ này xin trân trọng kính mời đạo hữu Như Ý đại diện phái đoàn có đôi lời thăm hỏi đến bà con. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Đại Đức Tỳ Kheo Thích Giác Minh Châu và Đại Đức Tỳ Kheo Thích Giác Minh Ngợi, và cùng kính đến toàn thể quý ông, quý bà, quý cô bác gần xa kính mến. Nhân ngày hôm nay, đoàn từ thiện Hòa Hảo của chúng con được một cầu nối nhân duyên, được Đại Đức Tỳ Kheo Thích Giác Minh Châu đã hướng dẫn và liên hệ cho chúng con đến nơi này để trao 200 suất quà cho quý cô bác và 300 suất quà cho các em nhỏ, để kết nối tình thương giữa người với người và một tình dân tộc, đều là anh em một nhà. Chúng ta đều là máu đỏ, da vàng, và trên một tinh thần yêu thương đó, đoàn từ thiện Hòa của chúng con đã kết hợp cùng với các mạnh thường quân gần xa đã mang những phần quà từ nơi miền Tây An Giang đến đây để trao cho toàn thể quý cô bác bằng tất cả tấm chân tình và bằng tất cả tình thương của mình. Và giờ phút này con thật sự cảm niệm công đức và tri ân hai vị Đại Đức Tỳ Kheo
đã là cầu nối nhân duyên cho chúng con đến nơi này. Cảm ơn các cấp chính quyền địa phương ở tại nơi xã Y Khai đã tạo điều kiện cho chúng con thực hiện một công việc ý nghĩa như thế này. Và kính chúc cho hai vị đại đức tỳ kheo pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, đạo quả chống viên thành. Và xin kính chúc cho các cấp chính quyền địa phương hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Và kính chúc cho toàn thể quý ông bà cô bác luôn luôn khỏe mạnh. Hôm nay nhận những phần quà yêu thương này sẽ được gieo duyên lành với đoàn, gieo duyên lành với Tam Bảo, đời này kiếp đây sẽ được chư Phật nhiếp độ. Con xin trân trọng cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ bà con chúng ta phái đoàn có cái thỉnh cầu là bây giờ trước khi nhận quà, bà con chúng ta đồng thanh, bà con chúng ta tập trung nè, đồng thanh niệm Nam A Di Đà Phật. Dạ được, dạ được, A Di Đà Phật. Bà con chúng ta 1, 2, 3 nghe sư nha. Là niệm A Di Đà Phật. 1, 2, 3. Nam Mô A Di Đà Phật. Lại, lại, chừng nào niệm nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn tất cả bà con. Chúc bà con tất cả nhiều sức khỏe, cuộc sống ấm no và cố gắng công việc vươn lên trong cuộc sống để thoát khổ. A Di Đà Phật. Bây giờ ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông, tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má không. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm khí hải xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối. Ta đã đang mang một khối tình dường như thể hài với sơ minh, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chung sinh. Vẫn như mọi khi, sau khi phát những phần quà cho người lớn là có các phần quà cho các em nhỏ. Những cái bánh, những cái kẹo không làm cho các em qua đi cái nghèo, cái khó, nhưng ít ra nó đã giúp cho các em có được những giây phút vui vẻ, nở những nụ cười lạc quan với đời, để rồi chúng con trời đi, các em phải quay về với cái khó khăn và thiếu thốn. Thưa quý ông bà cô bác, chư Phật có bốn đại đức, đó là từ bi, hỷ, xả. Bốn đức ấy là kết tinh của tình thương. Sở dĩ chư Phật có bốn đại đức là bởi vì Ngài có lòng yêu thương chan chứa khắp muôn loài. Thương người trung nghĩa đã đành,
mà còn thương luôn những ai tối tâm và lầm lỗi. Tình thương của Đức Phật đối với chúng sanh là vô bờ, vô bến. Nó chan hòa cả vũ trụ, vượt hẳn cả không gian lẫn thời gian, và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp của xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Kính thưa cùng toàn thể quý ông bà cô bác, vừa qua đoàn từ thiện Hòa của chúng con đã trao 200 suất quà cho bà con ở nơi này và 300 suất quà bánh cho các trẻ em. Và chúng con nhận thấy nơi đây thì gia đình của các cô các chú rất là đông con, và đa phần thì các trẻ nhỏ đến đây nhận quà rất là nhiều. Dù đoàn đã chuẩn bị 300 suất nhưng mà vẫn còn thiếu. Các em thì bé có được và bé không có được thì các bé rất là buồn, và điều đó làm cho tụi con cảm thấy rất là thương cho các gia đình và các em nhỏ nơi đây. Và tiếp tục chương trình thì đoàn của chúng con sẽ rời khỏi Gia Lai và đến với huyện Di Linh, Lâm Đồng, nơi tại chùa Thanh Sơn để tiếp tục trao quà cho bà con. Vậy giờ đây kính mời quý cô bác cùng đồng hành cùng với đoàn trong chặng đường tiếp theo. Để tiếp nối cho trang thiện nguyện, đoàn của chúng con tạm biệt làng ếch thân thương, đến với chùa Thanh Sơn thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để trao tiếp những phần quà yêu thương cho bà con dân tộc Cờ Ho. Lời xưa từng bảo, trong hội ngộ đã sẵn mầm ly biệt, trong an vui đã ngầm chứa khổ đau. Có gặp mặt tất phải có xa nhau, có ly biệt sẽ có ngày tư ngộ. Cách đây vài năm, đoàn của chúng con đã một lần để gieo duyên với ông bà cô bác ở nơi đây. Dù đã là quá khứ, nhưng trong hình ảnh của người dân tộc Cờ Ho vẫn như ngày nào, vẫn đến chùa tu tập theo thời khóa của sư cô trụ trì chùa Thanh Sơn. Như thường lệ, sau khi đoàn chúng con lễ Phật và cầu nguyện cho quốc thế dân an là đến phần trao quà cho bà con. A Di Đà Phật, hôm nay trong mùa mưa, cũng là dịch bệnh vừa xong và cũng trong mùa mưa, cho nên đoàn của Cô Cam trong đó có bạn Như Ý, và các con thấy bạn Như Ý là bên Hòa Hảo hay giảng pháp đó. Thì hôm nay cô Cam tổ chức cho đoàn đoàn nên chia sẻ với bà con chúng ta một phần quà. Được trong đó có 100 và 100 học sinh, 120 hộ và 100 học sinh. Cho nên là hôm nay trước khi nhận quà thì để biết đoàn chúng ta cho một đoàn hôm nay để chào đón đoàn. Như là bà cũng xin giới thiệu đây là trường thiện Như Ý, để có đôi lời với các con. Như là Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính bạch Ni sư Thích Nữ Phổ Tuệ, trụ trì chùa Thanh Sơn, đạo tràng của người dân tộc Cờ Ho thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Và kính thưa quý cô bác, anh chị kính mến. Và hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2022 mà đoàn từ thiện Hòa Hảo của chúng con từ nơi An Giang miền Tây được nhân duyên lành. Hôm nay cũng là lần thứ hai mà đoàn của chúng con đến đây để trao những phần quà yêu thương cho quý bà con, 120 suất quà và 100 suất quà cho các bé ở nơi này. Sau hơn 2 năm trải qua một đại dịch thì con cũng cảm nhận được phần nào về đời sống vất vả khó khăn của đồng bào chúng ta, và nhất là đồng bào dân tộc, các cô bác đang phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày. Hôm nay nương vào dưới ánh từ bi, được sự chở che của Ni sư trụ trì chùa Thanh Sơn, quý vị được nương tựa vào Phật Pháp Tăng, và từ đó đã nuôi dưỡng tinh thần, là một điểm tựa sức mạnh để chúng ta vượt qua những nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời này. Đoàn của chúng con tới thì cũng khá là trễ, nên quý vị đã thấy các cô bác đã có mặt từ lúc sớm hơn để đợi đoàn. Và giờ này thì không để cho quý vị chờ lâu nữa,
Đoàn sẽ tiến hành phát quà cho quý cô bác và các em nhỏ. Và lời sau cùng, con cũng xin thay mặt cho đoàn gửi lời tri ân và cảm niệm công đức đến ni sư trụ trì. Kính chúc cho ni sư pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, đạo quả sớm viên thành. Và con cũng xin kính chúc và mong mỏi quý ông bà cô bác cùng với các em nương tựa vào Phật Pháp Tăng và ân triêm công đức của ni sư trụ trì, để chúng ta nhận những phần quà này, gieo duyên với đoàn, gieo duyên với Phật, đời này kiếp này sẽ được chư Phật nhiếp độ. Nam mô A Di Đà Phật. Để sợ bà con đi về trong làng mưa, cho nên chúng ta phát quà ha. Bây giờ mình cho một vị nhận phiếu, rồi một vị cho các em học sinh trước. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nơi đây, đoàn đã trao 120 phần quà cho người lớn, đồng thời là có tập và viết các phần quà cho trẻ em. Có ăn ớt mới biết được ớt cay, có thức đêm mới biết được đêm dài, và có đau khổ mới biết thương người quằn quại. Hiện nay, có không biết bao nhiêu người lớn phải hối tiếc vì từ nhỏ nhà nghèo nên đành phải từ bỏ con chữ để lo cơm áo gạo tiền. Chừng khi lớn lên, giàu lên thì đã hết tuổi học hành nên đành phải chịu mang tiếng dốt suốt đời. Với số tập viết này, chúng con không hy vọng nó sẽ mang lại chén cơm manh áo cho các em, mà nhờ vào nó, các em có động lực và niềm vui để tới trường và tiếp thu kiến thức. Điểm phát quà ở chùa Thanh Sơn cũng là điểm cuối của đoàn chúng con trong chuyến hành hương và cứu trợ lần này trước khi về lại Sài Gòn. Chuyến đi thiện nguyện lần này, chúng con xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân gần xa đã không ngại thời buổi khó khăn gửi về những tịnh tài, tịnh vật để giúp đỡ cho những người cơ nhỡ. Việt Nam ta có câu ca dao, nghe tuy quen tai nhưng chưa bao giờ là cũ mỗi khi đọc lên. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đức Chúa Giêsu có câu, các con muốn thương Chúa ư, vậy các con hãy thương xót lẫn nhau. Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo cũng đã dạy, nếu thiệt người thì biết thương người. Đức Phật dạy rằng, ái nhân như ái kỷ, thương người như thương mình. Hiểu được như thế, nên trong suốt nhiều năm qua, đoàn từ thiện Hòa Hảo chúng con luôn được sự quan tâm và ủng hộ của quý mạnh thường quân gần xa. Nay thời điểm dịch Covid mới vừa đi qua, mọi kinh tế vẫn còn đang chật vật, nhưng quý ông bà cô bác đã không quên bổn phận của người con Phật là ái nhân như ái kỷ. Người có tâm trí sáng suốt, dễ có tình thương rộng lớn, dễ thấy được nỗi khổ của người như nỗi khổ của chính mình, nên mới ra tay trợ tế, đúng theo con đường mà Đức Phật đã dạy. Tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báu khó bì tánh thiện. Với sự ủng hộ và đóng góp của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa, đoàn từ thiện Hòa Hảo chúng con tổng thu 270.555.000 đồng. Với số tiền ấy, đoàn trao 420 phần quà cho người lớn tại chùa Tịnh Viên, Bình Định,
Lan Ết, Gia Lai, Chùa Thanh Sơn, Lâm Đồng. Các phần bánh sữa tập viết cho trẻ em và bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Hoài Nhân, Bình Định. Cúng dường Tam Bảo tại Chùa Tịnh Viên, Tịnh Xá Ngọc Lai, Chùa Thanh Sơn và chi các sinh hoạt phí của đoàn. Kính tri ân các nhà hảo tâm đã luôn sẵn lòng vì lý tưởng tình thương của nhà Phật. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho người cho và người nhận luôn được nhiều sức khỏe, tâm bình, trí tịnh, nương theo giáo lý Phật Đà, thoát khỏi bờ mê, tầm nơi bến giác. Nam Mô A Di Đà Phật.